Chút xíu nha cả nhà ơi, hai em nó có chút xíu chia sẻ, ăn khúc sụp chút xíu chảy lòng. Cá xoài này xài công chúa gọt đó nha, công chúa gọt xài tay trái. Xài keo. Xài keo. Xài nó có xài keo. Thầy Thái đúng không? Xài keo nó sẽ ngon hơn, nó sẽ cứng hông, nhìn cứng hơn. À, anh nghĩ thầy Thái đúng không? Nấu chua ta. Rồi mời cả nhà cùng ăn xoài với Long và Nhung. Nhung đổ bỏ nha. Long kêu anh Nhung thôi mà. Long Nhung hả? Anh nhớ tên em là Nhung thôi mà. Nhung là anh N hả? Nhung N. Nhung N. Anh kêu Nhung kì vậy? Ông thích bỏ chữ G vô. Cả nhà ơi thì một xíu nữa xong thì Long và em Nhung sẽ đăng cái poster lên. Thì mong là cả nhà mình sẽ cùng với hai anh em chia sẻ cái poster đó để cho những các cô chú anh chị nào mà chưa có biết được thông tin đó cả nhà, thì các cô chú anh chị đó sẽ thấy và sẽ biết được thông tin để đi xem. Cái gì vậy? Cái gì? Shopee nó kìa. Shopee nó kìa hả? Để đi xem ủng hộ cho hai anh em nha cả nhà ơi. Tại vì đây cũng là một cái show đầu tiên mà phải nói là cái show mà rất là cũng tâm huyết á nha. Tâm huyết nhưng mà rất là ngẫu nhiên. Đúng không? Nhiên. Tại vì không có nghĩ là hai anh em lại có được một cái show vậy luôn. Nhưng mà thường cái show này á là do tất cả các chị các cô giống như yêu cầu, hoặc giống như cái show này thì tất cả các cô chủ, các chú, các anh chị đã làm cho Long với Nhung vậy đó. Tất cả mọi người yêu cầu và hai mươi các con làm đi rồi các cô có ủng hộ này nọ rồi thì nên hai anh em có cái động lực, cái tinh thần để mà làm cái show này. Không, nhưng mà nếu mà thật sự mà mấy cô mà cũng không kêu làm nó là chắc mình cũng không có làm đâu. Đúng rồi. Tại vì mới có cái động lực để mình làm. Dạ. Gì vậy? Dạ. Thấy chưa? Đây là những bình kỳ bán đó rồi nè, chuẩn bị nghe những lời vô tri. Ủa, anh có vô chi không hả? Anh hả? Nhiều lúc anh cũng vô chi gan cưng vậy đó. Dạ hả? Ông cũng nói vô chi đâu trời. Thì đó, nhưng mà bây giờ mọi người ủng hộ với online thì cũng được khá rồi. Không, cũng đủ rồi đó, giống như hồi bữa là mình chỉ ước ao thôi. Ước ao, nhưng mà mình không ngờ. Ước ao là phải làm. Thật sự là mình bán vé online là mình cũng không có mong là lời. Thật sự là mình chỉ mong là mình có cái kinh phí để mà mình tổ chức cái online đó để cho tất cả mọi người xem. Và có cái thêm cái tiệc sau khi online thì mình sẽ có cái sản phẩm nó quay lại. Mục đích là mình có cái sản phẩm quay lại để cho được mọi người coi được cái hình ảnh nó rõ đẹp. Là cái mục đích của vé online là như vậy. Và lúc đầu mình chỉ ước ao là để được cái vé nó được đủ cái số lượng để có đủ cái tiền để mà mình làm điều đó. Cái vé online đó là mình sẽ thức nó như thế nào, em kêu hình dung nè, ý là sẽ cho mọi người vô nhóm hả hay sao? Hiện tại bây giờ là anh đang đưa mọi người vô một cái nhóm rồi. À đưa rồi phải không? Đưa vô một cái nhóm, cái group đó để làm chi, để khi mà đến cái ngày đó mình có cái đường link. Ừ đúng rồi. Để mình thảy qua cho mọi người, để làm chi, để mọi người vô đó mọi người coi. Coi để nói chung là vậy đó. Thì anh cũng chưa bao giờ làm cái đó nữa, thì có một cái bộ phận mà chuyên về cái đó thì họ sẽ chỉ cho mình cách làm. Thì đầu tiên là mình chỉ gom tất cả những cô và những chị đó và những em vào trong cái nhóm để mà mình dễ kiểm soát và mình biết được là đây là những cái người mà đã mua vé online. Đó thì đến nay thì nói chung cũng rất là dởm vía vì đã đủ con số mà để mà để cho anh em thực hiện cái show online này. Lúc đầu thì thật sự là Bảo cũng chia sẻ là nếu như mà không đủ á thì Bảo xin hoàn tiền lại cho mọi người để mà bữa đó bỏ live stream cho mọi người xem thôi. Thực sự live stream thì nó không có bằng cái online. Online thì nó có nhiều cái khung hình hơn, để quay nhiều máy, nhiều góc độ. Đó. Thì cái vé online hôm nay là nó cũng đạt chỉ tiêu rồi. Thì bây giờ còn cái vé xem trực tiếp á, xem trực tiếp thì nó cũng rất là kha khá rồi. Nhưng mà mình cũng rất là mong mình được thêm con số nó ngon ngon xíu để cho nó đẹp được cả đôi đường. Nhưng mà nó cũng sắp rồi đó mọi người. Nó sắp tới con số tròn trịa rồi. Nó gần nói chung là cũng tương đối tròn trịa rồi. Nhưng mà mình cũng mong cho nó cân với con online. Thế giờ bây giờ cái con online nó hơi nhỉnh hơn xíu thì cái con tròn trịa nó hơi cái con trực tiếp nó hơi bị méo hơn xíu thì nó cũng tội nghiệp. Nên là nếu cái con trực tiếp nó nhỉnh hơn xíu nó là vui cả đôi đàn nha cả nhà ơi.
cả nhà liên hệ đặt vé thì liên hệ anh. Dạ. Dạ cả nhà mình liên hệ đặt vé thì có thể nhắn tin trực tiếp cho anh Bảo Bảo. Thì số điện thoại thì Long cũng như là em Nhung đã có đăng ở trên poster như cả nhà. Và bây giờ cho nên là hoặc là cả nhà có thể bây giờ liên hệ cho phòng trà cũng được đúng không ta? Phòng trà thì chỉ xem vé trực tiếp thôi nha. Dạ. Tại vì cái vé online là Nhung với Long với Bảo Bảo là tự làm điều đó để mà mình muốn cho khán giả của mình nó có được cái hình ảnh đẹp để họ xem thôi. Với lại giống như mọi người đang góp tiền nha, góp vốn cho hai đứa để có cái sản phẩm quay lại để up lên trên YouTube để cho mọi người xem lại thôi. Chứ cái đó không phải là một hình thức kinh doanh ạ. Long mong là cả nhà mình hôm đó nếu mà ai mà có ở Sài Gòn mà có thời gian thì cả nhà mình đến ủng hộ show đầu tiên của hai anh em nha cả nhà ơi. Tại vì giống như Nhung nói hồi nãy, show này hai anh em cũng rất là tâm huyết. Tại vì mình sẽ hát những cái bài hát mà đó giờ chưa bao giờ hát luôn. Em cũng có rồi, em hát rồi. Uh-huh. Ừ. Nhưng mà sẽ có một vài bài chưa hát. Không, nhưng mà em hát rồi, nhưng mà lúc mà trước mình hát với bạn khác đúng không? Không, ví dụ là Trồng Cỏ rồi đó. Chưa hát trên sân khấu bao giờ đúng không? Trọng cổ tôi có hát một bài nào trọn vẹn trên sân khấu chưa? Có. Có hả? Là trọng cổ không luôn á, chứ không phải là trọng cổ không á. Là có hả? Có, hát với mẹ nhưng. Và show này cũng phải nói là một cái show thử thách cho Long á cả nhà. Tại vì á hát trầm lâm không? Hát phải nhiều đủ lại luôn. Thật sự là mình đang sắp xếp nhạc giống như là một cái live show vậy nha, chứ không phải là một mini show bình thường. Nhưng mà hôm bữa là Long và em Nhung hai anh em đi học cải lương. Ừ. Đi học của một thầy chắc vài bữa nữa là mình sẽ học thêm, chắc mình học thêm hai buổi nữa. Ừ. Thì khi mà hai anh em vô hát á, Nhung thì có nghĩa là Nhung sẽ hát trong lòng câu sẽ giỏi hơn anh. Dạ. Nhưng mà sau khi mà tập cái hôm đó xong là Long cảm thấy Long cũng tự tin hơn. Ừ. Và Long nghĩ là chắc hôm đó cái bài mà cả nhà yêu cầu nhiều nhất đó là bài hát Căn Nhà Màu Tím Ủa nhưng mà cho anh hỏi cái nha, hôm bữa hai đứa học anh không có tham gia, không có thêm, nên là anh không biết là ở trong Căn Nhà Màu Tím á hai đứa có cái gì mới hơn không hay là có chứ có hát mới chứ, có hát có mới không hay là mình bê là nguyên cái cũ không, của không hát mới thì anh cả nhà ơi thì bây giờ thì thật sự là không hôm nay thì Bảo không có có xem hai đứa học, nhưng mà hôm nay thì sẵn dịp thì Bảo cũng hỏi hai đứa luôn, thì cũng giống như là mọi người thắc mắc thì là ở trong cái câu giọng cổ trong cái bài cái Căn Nhà Màu Tím á thì hát thì có hai đứa có xử lý cái gì mới hay không, hay là hát y chang lại mẹ của Nhung với lại ba Quỳnh của Nhung, thì hai bé có trả lời là hai bé sẽ là một cái phiên bản là hai bé hát có thay đổi chút xíu để mà nó cũng có một cái gì đó cho nó hấp dẫn hơn. Nhiều khi mà làm lại cái nguyên si của mẹ Nhung với ba Quỳnh á thì nhiều khi cái mình làm nó không có được tới như vậy. Thật sự cái đó là một cái gọi là nó là một cái gì nó đã gọi là đóng đinh rồi. Thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình thể hiện lại được y chang được, nên là hai đứa đã chọn một cái cách là hai đứa sẽ thể hiện Căn Nhà Màu Tím theo cách của hai đứa để cho có một cái phiên bản Căn Nhà Màu Tím theo nó phù hợp với hai đứa trẻ thôi, tại vì hai đứa là thế hệ sau, thì còn cái kia là cây đa cây đề rồi, nó đã có hàng thập kỷ hàng chục năm rồi, và họ đã có, nên là mình không thể nào mình so sánh được, nên là mình chỉ thể hiện một cái là Căn Nhà Màu Tím theo yêu cầu và nguyện vọng của mọi người là muốn cho hai đứa nhỏ thể hiện là điều đó. Thì hai đứa chỉ làm được trong cái khả năng của hai đứa thôi, mong cả nhà thông cảm và đón nhận cái Căn Nhà Màu Tím theo cái phiên bản của hai đứa trong cái thời gian sắp tới nha. Dạ, và Căn Nhà Màu Tím thì Jack Long sẽ hát theo phong cách của Jack Long. Đúng rồi. Và khi mà Long hát á em Nhung cũng cười rồi à. Nhung nói là ủa sao xong nghe anh Long hát mắc cười quá. Anh hát nhìn cái mặt của anh á, anh nổi gân nổi cổ hết trơn. Nhưng mà Long sẽ cố gắng đến ngày 9 tháng 5
là Long sẽ hát cái bài đó và tốt nhất đó đối với Long để gửi đến cho tất cả mọi người. Tại vì á là Long thật sự là Long không có hát giỏi ca cổ cả nhà. Cho nên là cái bài Căn Nhà Màu Tím cũng là một cái bài mà thử thách với Long. Cho nên là Long cũng hy vọng là Long phải làm tròn kiểu nhất với cái bài hát đó để mà nó không bị quá dở so với bản gốc. Đó, anh chỉ sợ là mình bị quá dở so với bản gốc thôi. Nói chung là bảo theo bảo nghĩ thôi, tức là mình đừng có nghĩ đến bản gốc. Mình đừng có nghĩ là tại vì mình nghĩ như vậy mình sẽ bị một cái áp lực rất là lớn. Nên mình cứ hát thoải mái, trong khả năng của mình thôi. Tại vì sao? Mình hay nghĩ đi, bên kia là tượng đài và mình là thế hệ đi sau. Mình không có so sánh được với thế hệ đi trước được, mình chỉ hát tốt nhất có thể của mình thôi. Và theo năm tháng thì mình sẽ trau dồi. Ai cũng vậy thôi. Trau dồi thì từ từ thì mình sẽ tốt hơn và mình phải gọi là luôn luôn học hỏi. Nên là mình đừng có lo lắng về cái vấn đề là mọi người sẽ so sánh. Chắc chắn là mọi người FC và những người đang yêu thương mình là chắc chắn là họ là những người rất là văn minh và họ sẽ biết cái nào đúng cái nào sai và họ sẽ biết được là mình là con cháu thì sao mà mình so sánh với tiền bối được. Với lại bà cũng xin chia sẻ một vấn đề là hôm bữa thì cũng có một số người nữa nói là muốn Nhung với Long là làm y chang, thể hiện là y chang cho ba Quỳnh và mẹ Nhung là ôm nhau yêu nhau rồi nắm tay rồi lúc ngồi xuống đứng lên rồi này nọ. Thật sự thì sao mà được, cái đó nó giống như một cái khuôn mà đóng vô cái khuôn đóng vậy thì mọi người đâu có muốn là hai đứa này nó bị gọi là hay là mọi người muốn là hai đứa dễ thể hiện một cách nó tình cảm nhất hoặc là hai đứa nó thể hiện một cách gì nó chân thật nhất không hay là mọi người muốn là hai đứa đang đóng kịch cho mọi người xem đúng không? Bảo tin rằng tất cả các cô các chị và các bạn đang xem livestream đều muốn Long và Nhung là hai bạn trẻ thể hiện những ca khúc của idol của tất cả mọi người một cách trọn vẹn nhất và một cái gì nó tự nhiên nhất và nó sẽ không bao giờ mà bị rơi là diễn xuất. Tại vì khi mà mình diễn đi, mình giả bộ nắm tay, mình giả bộ yêu nhau, giả bộ ôm nhau, giả bộ này giả bộ nọ thì nó chỉ là một cái vở kịch thôi. Là một vở kịch thôi mà bây giờ thật sự là kịch thì mình xem cũng nhiều rồi nhưng mà mình nên xem những cái gì mà nó chân thật nhất đi. Đôi lúc là hai bạn nó sẽ có những cái mà nó ngu ngơ, những cái gì mà nhiều khi nó không có được theo ý mọi người thì mọi người cũng phải là thấy nó gì cũng giống như hôm qua đó là cái ngu ngơ là của em đó. Thôi thì bao thấy cũng dễ thương mà đúng không cả nhà? Có cái để mọi người cắt clip. Chân thật là bền nhất, tự nhiên là ok, cảm xúc thật là hay nhất. Đó thì bao nghĩ là bây giờ này mọi người cũng hiểu rồi, nên là cứ để cho hai em nó tự nhiên nhất. Thể hiện một cách thoải mái nhất. Mình đừng đóng khung, đóng ghép hai người là phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Thì giống như hai đứa liếc cứng đơ luôn. Giống như hai đứa thành hai con rối, hai con búp bê. Là kêu mày phải giơ cái tay lên, mày phải giơ cái tay lên, mày phải ngồi xuống, mày đứng lên, thành robot luôn. Không, nhưng mà thật sự khi mà Long lên sân khấu, Long hát với Nhung á cả nhà, Long không có bị áp lực gì hết nha. Có nghĩa là tại vì kiểu như mình lên sân khấu là mình hát giống như là mình sẽ nhập tâm cái bài hát đó thì cái cảm xúc Long sao thì Long diễn với Nhung vậy. Chứ mà Long, tại vì trước đó thì Long cũng hay nói với mọi người là Long thích diễn theo cái cảm xúc của mình, chứ bây giờ giống như là bây giờ Long cũng có thể vồ vập Long cũng có thể vồ vập Nhung, nhưng mà cái đó là không có phải là cái con người của Long. Mình cảm thấy mình bị sao quá cả nhà, cho nên là con nghĩ là đúng rồi, giống như hôm qua đi, hôm qua tự nhiên khi mà Nhung nắm cái lúc mà mình nắm tay vậy đó không người thấy vô hay gì đi cái thằng, nhưng mà thấy là nắm được lắm luôn, nó giữ luôn gì luôn, nó thì nắm giữ luôn chứ nắm luôn, nắm được rồi thôi khỏi luôn. Cái gì cũng từ từ thôi, đâu nhất thiết nhanh dễ. Cái gì nó cũng phải từ từ nữa, nó mới thăng hoa nha cả nhà ơi. Mọi người hãy giống như hai đứa nó mới gặp nhau mấy tháng ta? Chừng ba, chưa tới 3 tháng nữa. Nhưng mà nó vừa phải thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà nó bị lố quá thì nhìn nó kỳ lắm. Nên là cái gì cũng vậy, nó phải nhẹ nhàng, dễ thương, nó thơ thơ mộng mộng rồi. Chứ bây giờ mọi người muốn là như vậy giống như đóng phim rồi phải không? Đóng phim giống như mọi người coi phim truyền hình rồi nắm tay rồi yêu nhau này nọ rồi thì nó bị nó không có nhìn vô, nó không có được tự nhiên đó. Nên là cả nhà cứ để cho hai đứa nhỏ nó tự nhiên nhất có thể nha cả nhà ơi. Bây giờ hôm qua mọi người
hôm qua tụi em nắm tay thôi mà mọi người là mất ngủ rồi kìa. À, mọi người nói là sướng quá. À, à, không để giờ đi mà. Nên là tụi em sẽ cố gắng là không để cho mọi người mất ngủ nữa. Ngủ vừa thôi. Ừ. Thức đêm vừa thôi. Chứ ngủ mà nói là bạn thương hai đứa quá mà thức ngủ không ra gì. Mất ngủ như vậy rồi không ngủ như vậy là cũng không tốt nha cả nhà ơi. Hai con cứ thoải mái hát nha, như bài Tình Đẹp Hậu Giang như vậy là nhất rồi. Đúng, anh thấy mình Tình Đẹp Hậu Giang như vậy là vừa phải luôn. Dễ thương. Vừa dễ thương, vừa phải nhẹ nhàng và nó rất là... Hôm qua em hát, em với anh Long hát bài đó xong rồi anh Tịnh thấy em khoái, hay chồng anh Tịnh thấy khoái. Khoái nữa hả? Anh Tịnh hát bài này. Mà hai luôn, nhưng mà hai anh chị hát luôn hả? Dễ thương. Chị hát chơi á, chị hát karaoke rồi đó. Cảm xúc tự nhiên mới dễ thương, dạ đúng rồi. Tự nhiên cảm hứng theo bài hát, đúng rồi. Hôm qua tua đi tua lại, đoạn nắm tay. À, mọi người thấy nắm tay mọi người nói sướng quá, sướng quá. Chị 40 tuổi mà hai đứa làm chị hồi xưng luôn. Trời ơi. Hồi xưng vậy? Không vậy cũng tốt chứ bộ. Hay vui hai vợ chồng của chị mà đem giống như là mình cảm thấy là ở với nhau lâu quá không được mặn nồng cái tự nhiên thấy hai đứa. Ờ cái hồi xuân hai. Hai hai ồ vậy vậy mình cũng mình mặn. Ờ lại hút cho người ta hả? Ờ hai quá. À. Không không cũng có nhiều. Cô chị vậy đó. Rồi, Bé Nhung còn chia sẻ gì nữa không? Bé Nhung không biết nói gì hết. Nhung sợ mũi quá. Nhung bây giờ hả? Hỏi Bé Nhung còn biết nói gì nữa không? Bé Nhung biết nói gì hết, Bé Nhung xuân mũi quá. Giống như mình nè kìa đó, chị Nguyên Hà cũng hồi xuân nha. Dương Hà hồi xuân luôn hả? Chị Nguyên Hà còn trẻ mà ta. À, à, chị có gia đình chưa ta? Không có rồi phải không? Chị Nguyên Hà có chồng chưa? Chị Nguyên Hà sao rồi kìa, kể cho mọi người nghe đi kìa. Hai em đẹp đôi hát hay, cưng hai đứa quá chèn. Cảm xúc theo từng bài hát chứ hát cứng quá thì hát giống giọng cổ hay cũng không có cảm xúc. Hai em nắm tay và nhìn nhau cười, còn nghe giọng Bảo nói đã không cả nhà nữa mê gì đâu. Lúc mà hay lên tay cái anh với em nói sao? Đã không có nhà, đã không có nhà. À vậy đó hả? Trời mình, ơi. Mình lên mấy người trong nhóm mới nói quá thì đó luôn. Trời nên là Bảo nói ở ngoài không, mọi người sướng. Kiểu chị cô Hà Khánh cô kia là Long nắm tay kiểu sợ Nhung bỏ chạy mất không. Nắm chặt thiệt mọi người. Mới nắm chặt. Không phải. Với lại hôm qua là Long biết là cái Nhung bị bệnh với lại cái âm thanh nó hơi bị nặng đúng không? Ừ, cho nên là Long khi mà không Long bóp Nhung, Long nắm tay Nhung á là Long muốn nói là cố lên. Cố lên. Anh thấy em bóp Nhung quá chừng bóp luôn. Bóp gì nè, là ý là cố lên á. Long muốn nói là cố lên á, tại vì cái âm thanh hôm qua nó hơi bị nặng á cả nhà. Nhưng mà thật sự nghe nghiệm qua thằng Long bỗng làm cho Bảo hú hồn á. Tại vì tao thằng này mà nó không ăn đủ. Và nó à hả? Nó không, bụng hả? Nó bị mệt nữa. Tại vì anh ngủ không có đủ nữa. Tại vì sao tự nhiên cái bay ra Hà Nội, Hải Phòng là vừa bay tới đó là gặp fan rồi đó, xong rồi cái sau đó là không được ngủ ngơi gì hết. Nguyên đi nguyên ngày. Xong rồi đi nguyên ngày tối tập, hát luôn. Tập xong rồi tới tối hát xong rồi tối phải đi ăn chung với lại cái giám đốc 2 giờ sáng của nhà hát. Của nhà hát xong rồi sau đó là phải nói chuyện với fan. Rồi chụp hình rồi nói chuyện đến mấy giờ sáng luôn, xong rồi sáng 5-6 giờ dậy rồi. 5 giờ rưỡi dậy xong rồi ra sân bay. Ra sân bay cũng đâu có ngủ được, sợ trễ chuyến bay. Mà sau đợt này lên máy bay á, sao cái ghế máy bay nó không có nghiêng dậy được. Cái ghế máy bay nó thẳng gì luôn nè. À chứ cái, nghe ngồi nghe cửa sổ thoát hiểm gì đó. Cửa sổ không ngửa được. Đó. À đúng rồi. Ngồi không có ngủ được. Rồi xong rồi giờ tới Sài Gòn. Vậy thì gần xong rồi cũng không ngủ được, cho soạn đồ rồi anh live stream nữa. Xong rồi phụ anh xong live stream xong rồi cái là lo xuống dưới đó. Cũng không ngủ được gì đâu. Đó nên là anh biết là nói gì nhưng mà hồi tối á. Anh thấy vậy em bắt cái lông á, hồi tối đi xuống đình á. Anh vô anh lại cái cửa cỡ 5 lần á. Vô lại đình. Tại vì anh nghĩ anh, cái lúc anh nói chuyện với cưng á. Anh nói là anh quá mệt rồi, mở mắt không lên luôn á. Vô lại rồi, thôi mình cũng tới, anh cũng kêu con vô khấn đi đó. Mình phấn tại vì ở đâu nó cũng có một vùng đất rất thiêng. Có người khúc mặt khúc màng. Thì mình phấn vậy nhiều khi họ che chở cho mình, họ thương mình. Có tự nhiên là tối Long hát ok quá trời ok. Em thích ánh mắt của Long như khi nhìn Nhung. Chào anh Bảo và anh Long Tiết Nhung. Tèo Lê có lên Sài Gòn không? Tèo Lê ơi, nghe hai bé chia sẻ đáng yêu quá. Bữa sau hát bài Sông Quê nhé.
À, Mai Huyền ơi, Mai Huyền ủng hộ đi để làm show sau. Show sau nữa thì sẽ hát hết tất cả luôn. Hát tất cả những cái bài mà mọi người yêu cầu luôn. Thôi nhưng mà bài cân nhà một tiếng nữa thầy chỉ lại đó. Ừ. Được ha. Ừ. Ok, ổn rồi. Cái bài hôm bữa hai anh em chỉ mới đi học một buổi bài cân nhà một tiếng thôi cả nhà. Không. Nhưng mà nói với nghe thầy là thầy rất là thương. Nếu là ổng như vậy dừng thầy. Ừ. Ông lấy tiền. Mà thầy chỉ cho mấy hai đứa nhấn nhá. Ừ. Nhấn nhá vài chỗ thôi mà mình nghe là mình hát mình cảm thấy mình thích luôn á. Đúng rồi. Mà mình nghe là mình cảm thấy thích luôn. Cho nên là hai anh em sẽ cố gắng tập cái bài căn nhà màu tím hay nhất ngày 9 tháng 5 hát cho cả nhà nghe nha. Cảm ơn chị Phương Hoài nha. Cảm ơn chị Phương Hoài. Rồi bé Nhung chuẩn bị, bé Nhung chuẩn bị đi chưa? Chuẩn bị đi rồi. 5 phút nữa nha, 5 phút nữa. 5 phút nữa là bỏ thêm tắt like. Show sinh nhật làm online tiếp nha. Chị ở Quảng Nam xa quá, không ủng hộ trực tiếp được. Đẩy thiền cặp đôi này nha, mê quá. Đẩy thiền là đẩy làm sao à? Đẩy thiền chắc là tức là ý là hai chị kêu mình đi không phải kêu hai chị kêu mình đi về miền Tây chơi xong rồi cho hai đứa leo lên cái thuyền xong mình đi mình đẩy cái thuyền về cho hai đứa bơi thôi. Ừ. Chị kêu mình đi du lịch á. Em nghĩ là tháng tới đi, 2 tháng tới mà sinh nhật á mình làm show online. Show online thôi đúng không? Làm show online. Tao không cần phải làm nữa. Ừ. Anh đang làm ở đâu? Đâu cũng được. Ở đây được không? Ở đây được không? Hồng Giao á. Hồng Giao cái chỗ đẹp lắm. Ở trên lầu á? Ở trên lầu. Ở hết. Thì đó để mình cân nhắc thêm vài chỗ khác. À mình hát like cho nó. Ờ bên đấy anh để anh nói chuyện với bên đó. Ừ. À, tại vì anh làm cho nó hay. Anh Thanh cho nó hay nha. Em nói cho nó hay mà. Anh Thanh cho nó rất hay. Mà ở dưới thì bình thường. Ở dưới ok thôi. Ừ. Nhưng mà lâu hát cho nó rồi mà. Tập chương trình hôm bữa đúng không? Mình tập mang mini show mình á, âm thanh cho nó cực kỳ hay. Tại vì cái phòng kính á. Đúng rồi, phòng kính lúc nào nó cũng hay. Hay lắm. Thì đó, để show này xong đi, mọi người ủng hộ nhiệt tình đi. Rồi anh em sẽ tiếp tục với một cái show nhỏ nhỏ tiếp. Hy vọng là cả nhà sẽ yêu thương giống như hôm nay Bảo cũng chia sẻ trong nhóm á, là nhóm hai đứa có đi được với nhau lâu và dài hơn thì là do tất cả mọi người ủng hộ và mọi người yêu thương, mọi người bình luận một cách khiếm nhã nhất có thể để cho hai anh em nó đừng có bị áp lực nha cả nhà. Không, anh say say xong để cho mà cô quay say. Hai bài đỉnh nước hay lắm. Dạ tại vì ở trong show này thì nó cũng khá bài nhiều bài nên là mọi người Nhung Vĩ Long cũng đang cân nhắc để chọn bài á. Mình rang nó dễ bị đen lắm. Còn kẻ bỏ trong kia quay nó ngon lắm. Cảm ơn Kim Anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn Kim Anh nha. Rồi 2 phút nữa bọn sẽ tắt like. À, cả nhà ơi Bảo có để cái địa chỉ và cái bên cái Facebook của Bảo trên màn hình và cũng như số điện thoại. Cả nhà mua vé online, ủng hộ vé online để mà đóng góp, để mà giống như là chung tay để cho hai đứa có sản phẩm á thì vé online. Còn cả nhà nên đến phòng trà xem trực tiếp để ủng hộ tinh thần cho hai đứa trong ngày mini show đầu tiên nha. Hy vọng là ngày đó phòng trà sẽ đầy nha. Show online chỉ cần hai bé hát là khán giả sẽ thích hơn. Em không biết nữa anh ơi, có đi là trốn vợ đi. Trời ơi. Thôi trốn đi Tèo ơi. Trốn thôi, đi. Thôi anh Tèo ơi. Không. Dẫn đi, dẫn đi luôn. Thôi, anh Tèo đi mà gia đình phải vui thì mới được chứ. Ừ. Mà trốn rồi lỡ mà có chuyện gì thì sao anh Tèo? Có sao đâu, có quá gì. Thôi nó giỡn nha Tèo Lê ơi. Nói chung là lâu lâu cứ mới tụ họp nên là anh cũng rất là mong Tèo Lê sẽ có mặt nha. Luôn 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 ủng hộ cặp đôi này. Rồi ngày nào ngày đó thì cả nhà mình ai đi xem trực tiếp á, bà Bảo sẽ soạn sẵn hợp đồng là yêu thương trọn đời nha. Thì cả nhà đã hứa ai yêu thương Sóc Long và Tiết Nhung trọn đời thì sẽ ký vô cái văn bản đó nha. Hello chị Lê Thị Hậu, hello, yêu cặp đôi này quá,
Rồi còn một phút nữa sẽ tắt like nha. Rồi chắc Long, chắc Long với Tiến Dung có lời nào nói trước khi tạm biệt không? Em nói trước đi. Em chưa suy nghĩ thôi, anh nói gì anh nói gì. Anh, dạ trước khi tạm biệt thì chắc Long sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả. Xin em anh sinh nhật chị nhà quán chung. Là sao? À. Em nhớ sinh nhật chị Long. Trời ơi, xấu vậy. Dạ thì Long xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ hai cái em trong suốt thời gian qua, đặc biệt là show 9 tháng 5 sắp tới. Cũng là câu nói cũ thôi, là Long chưa bao giờ nghĩ mà Long lại được các cô chú ủng hộ, đặc biệt là các FC của chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh đã ủng hộ cho em, cũng như là ủng hộ cho em Tuyết Nhung để mà tụi em có được một cái show 9 tháng 5 sắp tới. Cho nên là một lần nữa thì em xin gửi rất là nhiều lời cảm ơn đến tất cả mọi người ạ. Rồi, lời của anh cũng như lời của em rồi. Thì nói gì đi, lời của anh cũng như lời của em. Đúng rồi, cảm ơn mọi lời người. Của anh cũng như lời của em. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người. Rồi bị lố phút rồi đó. Rồi, bây giờ mình out đi rồi. Rồi, ok, tạm biệt cả nhà nha.